các bạn ạ. Đẹp thực sự các bạn ạ. Rất đẹp. Ý tôi đang nói là cô gái. Nhưng mà thực tế thì cái vải màn này nó có thể có đẹp và giá trị hơn rất nhiều các bạn. Như là tôi đã giới thiệu với các bạn thì cái vải màn này nó sẽ được sơn ít nhất là từ 3 đến 4 lớp. Và nó giúp phản xạ ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Khi chúng ta sử dụng đối với hầu hết các dòng máy chiếu gần, siêu gần hoặc là máy chiếu xa thì nó đều phát huy tác dụng. Vì đây là cái nền trắng cơ bản. Nhưng mà cái nước sơn của nó khi các bạn đứng ở cái khoảng cách khoảng từ 2 mét trở lên thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những cái điểm chấm bi nhỏ nhỏ như các cái màn chiếu thông thường mà các bạn hay thấy. Về chiều cao thì tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Các bạn có thể hoàn toàn chỉnh cái chiều cao theo ý muốn của chúng ta. Tối đa thì nó sẽ có một cái kích thước cụ thể tùy theo cái loại màn. Còn cái phần chiều ngang và cái hộp chứa, các bạn lưu ý là cái phần hộp chứa là cái phần kích thước cố định, nó không thể thay đổi được. Do đó khi mà chúng ta mua màn chiếu để sàn hoặc là màn chiếu portable thì chúng ta phải lưu ý cái khoảng cách mà chúng ta có thể để được là để được cả cái hộp này, chứ đừng có tính mình cái kích thước vải màn. Mỗi bên hộp này nó sẽ dư ra khoảng 7 đến 10 cm tùy theo cái kích thước vải màn, thì chúng ta cứ cộng mỗi bên cộng trừ 10 cm nha các bạn. Rồi tôi nhờ hai bạn sẽ xoay ngược cái màn chiếu lại để cho khách hàng có thể xem được cái phần phía đằng sau. Một cái điều khá là đặc biệt khi ngẫu nhiên tôi sử dụng một cái con máy chiếu rẻ tiền này thôi. Máy này máy khá rẻ tiền nhưng mà chiếu cái mặt sau là cái mặt đen, là cái mặt chúng ta không sử dụng nha các bạn. Không sử dụng nha, nhưng mà hình ảnh nó vẫn lên, các bạn thấy nó đẹp không? Đấy. Nói đùa với các bạn một chút thôi chứ thực ra không ai sử dụng cái mặt sau để mà chiếu. Cái phần phía đằng sau này khi chúng ta kéo nâng lên hạ xuống thì nó sẽ có khớp tự động giữ, không phải sử dụng cây như những cái màn chiếu thông thường nha các bạn. Cái này là cái khớp tự động, cho nên là khi các bạn nâng cao lên hạ xuống thì các bạn muốn dừng ở điểm nào thì các bạn giữ ở điểm đó, nó sẽ tự động nó giữ lại. Vậy tôi nhờ bạn Phương hạ xuống thêm một nấc khoảng 20-30 cm nữa. Rồi khi bạn kéo xuống thì bạn giữ lại một chút. À, nếu mà kéo qua cái mức của nó thì nó sẽ không tự giữ được. Tức là nó sẽ có một cái mức cố định, từ cái mức nào đó lên thì nó sẽ tự giữ. Còn nếu mà thấp hơn đó, thấp hơn thì nó sẽ quá cái đà trượt, quá cái khớp giữ của nó rồi. Bây giờ tôi nhờ bạn chỉnh cao lên cho tôi khoảng 30 cm nữa. Phía đằng sau mà nó đã đẹp như thế này thì đằng trước nó sẽ đẹp kinh khủng các bạn ạ. Hiện tại thì tôi đang để trên cái mặt bàn nó cao hơn cái vị trí cái sàn nhà khoảng 70-80 cm nha các bạn. Rồi ok, đây là cái phần phía sau. Rồi bây giờ tôi nhờ hạ xuống. Thì thực ra thì mình đứng ở dưới mình kéo cũng được, chứ không nhất thiết phải trèo lên cao đâu bạn ạ. Nè, cứ kéo này này, thấy không? Nó sẽ tự giữ luôn đấy. Ok. Đây nha các bạn, khi chúng ta thu gọn lại thì cái kết cấu của nó sẽ như thế này nè. Ok chưa? Được rồi, đúng rồi mà. Nó còn cấn cái gì nữa không? Đấy, ok. Một cái điều đặc biệt là cái hộp này không phải bằng hộp bằng nhựa, mà hộp này là bằng alu, bằng nhôm. Tuy bằng nhôm, cực kỳ chắc chắn nhưng mà lại khá là nhẹ. Nó chỉ nặng hơn nhựa một chút xíu thôi, nhưng mà ngược lại nó sẽ bảo quản cái màn này chúng ta sẽ rất là tốt. Các bạn nhìn hai cái chân này có vẻ nó vướng nhưng mà thực ra không phải đâu các bạn. Các bạn đơn giản xoay vào như vậy này là sẽ nằm gọn luôn. Rồi bây giờ bạn Phương quay ngược lại đây cho tôi. Đây, các bạn thấy không? Kích thước của nó sẽ cực kỳ nhỏ gọn và nó sẽ có hai cái chốt khóa này ở đây. Và bên đó, xách cái màn chiếu đi thuyết trình mà giống như kiểu là dân mang đi chơi golf. Hoành tráng không? Đôi khi sau này các bạn không sử dụng màn chiếu này, các bạn bỏ cái màn đi, các bạn bỏ cây đánh gậy đánh gốc vào đây vẫn ok. Rất là sang các bạn nhé. Như vậy hôm nay chúng ta đã cùng trải nghiệm về một cái loại màn chiếu để sàn khá là đặc biệt. Màn chiếu này ở Việt Nam thì chỉ có tại VNPC là giá là ok nhất thôi các bạn. Các bạn có thể check về các cái kích thước và giá bán trên trang web maychiếugiarẻ.vn. Tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm lại chất lượng hình ảnh một lần nữa.
Đây là một cái máy cũ thôi, máy này là máy cũ thôi, cung cấp trên trang web máy chú cũ.com thôi mà nó đẹp. Đẹp cỡ đấy các bạn. Em này khá rẻ luôn các bạn. Thông tin thêm về dòng sản phẩm màn chiếu để sàn này, màn chiếu portable này thì các bạn xem thêm trên trang web máy chiếu giá rẻ.vn, máy chiếu 3D.vn hoặc là vnpc.com.vn. Ok không các bạn ạ? Cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ tiện lợi. Rất phù hợp cho doanh nhân, những người thường xuyên phải di chuyển xa mà luôn luôn phải cần một cái máy chiếu để thuyết trình thì màn chiếu portable, màn chiếu để sàn, màn chiếu di động kiểu này là sẽ là một trong những cái sản phẩm sẽ giúp cho cái buổi thuyết trình của chúng ta sẽ trở nên hiệu quả rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về màn chiếu để sàn được cung cấp bởi VNPC. Xin chào và hẹn gặp lại.